Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu một món là bát Thái, là phở xào. Đây đây là có đậu hũ, hành tím, tỏi, củ cải. Đây là sốt của bát Thái mình mua ở ở trong tiệm châu Á. Đây là bì đậu phộng, xà hai trứng, hẹ giá. Mình có bún mình đã ngâm trước đây cho nó mềm, đổ mình xào. Với lại xào một ít tôm. Và cái phết mình xào mà giờ mình phải chiên đậu hũ. Giờ mình bỏ mình chiên đậu hũ vô. Đậu hũ thì mình cắt theo ý mình, to hay nhỏ hay là sao, nhưng cắt nào vừa ăn của mình là được rồi. Đây là bị sốt mình mua ở siêu thị, đây nó bán là sốt bắc thái. Ở trong cái bị đó nó có bán đậu phộng rồi, mình không cần phải giã đậu phộng thêm. Trước khi mình xào mình ướp một tí gia vị vô trong tôm để cho nó thấm, nó đổi mình sẽ chiên tôm này. Bây giờ mình bắt dầu mình sẽ chiên tôm. Tôm có gặp nó ra màu đỏ. Bây giờ mình sẽ vớt cái tôm này ra dĩa rồi mà tao tỏi. Cũng cái chảo này mình bỏ hành tím lại tỏi mình phi vô. Đúng không vậy? Bây giờ mình phi hành tím với tỏi cho nó vàng rồi mình mới bỏ. Bỏ bún vô. Rồi bây giờ mình bỏ bún vô nhé. Bún này mình ngâm qua nước nước ẩm đó nên là giờ mình cũng trộn lên. Bây giờ mình sẽ đổ cái sốt này ra, sốt này là cái sốt nó làm sẵn rồi. Mình làm ăn tự lệ cho mình không biết nêm, nhưng có sốt sẵn mình sẽ. Mình phải pha tí nước tại nó đặc á. Bây giờ mình sẽ đập trứng bỏ qua một bên. Mình để cho nó qua một bên rồi mình để cho trứng nó chín rồi mình phải trộn lại để nó khỏi dính cục cục. Mình đưa lửa nhỏ nhỏ thôi, từ từ nó chín chín cái trứng này. Bây giờ trứng nó xong mình trộn trộn đều lại. Giờ mình sẽ bỏ tôm vô, tôm nãy mình chiên bây giờ mình bỏ vô. Mình sẽ bỏ đậu hũ vô luôn. Trộn đều lại. Bún lại tôm đậu hũ đã chín rồi, bây giờ mình bỏ giá hẹ vô.
Đây, còn bước cuối cùng là mình sẽ trộn đều lại. Có một bữa ăn cho gia đình, món bắp Thái phở xào của người Thái rất là hấp dẫn. Mình bỏ giá đồ vô, mình trộn khoảng chừng 3 phút là mình sẽ ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ cho một tí tiêu cho nó thơm. Bây giờ mình có thể bỏ ra dĩa rồi, xong một bữa ăn ngon lành. Bây giờ mình sẽ chưng ra dĩa. Đây, món bắp Thái mình đã làm xong. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Hậu Hà Lan. Mọi người một bữa tối ngon miệng. Xin chào mọi người, hẹn gặp video tiếp theo. Xin chào.